Một cô gái đưa cho em. Cô ta còn gọi em là Tiểu Tam. Hôn lễ em hủy rồi. Đạt, chia tay thôi mà. Có cần phải buồn đến mức như vậy không Đạt? Thôi, chuẩn bị nghi cách cảm ơn mình đi nha. Mai, ở đây nè. Lâu rồi tụi mình không ăn cơm với nhau. Uống anh một ly đi ha. Như cũ đi. Để tôi uống cho Mai. Em xem đi, Đạt đã biết lỗi rồi đó. Thôi bây giờ mình uống hết ly này đi. Rồi coi như là tụi mình làm hòa với nhau ha. Không phải tất cả những lỗi lầm cứ xin lỗi là có thể tha thứ được. Em có trái tim hả Mai? Từ lúc chia tay em đến bây giờ á, nó chưa có quên được em. Nếu yêu em như vậy á, sao em không thử một lần tha thứ cho nó đi? Vậy những lúc em uống thuốc để ngủ với anh ấy thì sao anh không hỏi anh ấy là có trái tim hay không? Cuối năm nay mình cưới, cậu nhớ đi đấy. Nhưng mà phải đi phong bì thật dày nha. Nhất định rồi. Trên đời này hết đàn ông rồi hả? Tại sao cô cứ nhất thiết phải làm Tiểu Tam? Cái đồ xấu xa này. Hai người quen nhau bao lâu rồi? 6 tháng cho tới khi cô xem vào. Vậy trước khi cô gọi tôi là Tiểu Tam thì cô nên tìm hiểu kỹ. Tôi và anh ấy yêu nhau 6 năm rồi. Cứ ở nhà đợi anh là anh sẽ qua, sao phải sang tận đây làm gì? Nhớ anh. Cô nào đây xinh thế? Một cô gái đưa cho em. Cô ta còn gọi em là Tiểu Tam. Hôn lễ em hủy rồi. Mai, em nghe anh giải thích đã. Cái người này anh chỉ chơi bời thôi, anh sẽ cưới em mà Mai. Mai. Nhưng em không cưới anh. Anh xin lỗi. Anh không có biết. Hôm nay em đồng ý tới đây là để thông báo cho hai người là em sắp cưới rồi. Nên từ giờ hai người đừng liên lạc với em nữa. Em sợ chồng em nỗi lòng. Tặng ngã lọc của tôi. Tặng ngã lọc của tôi.